Kinh Đại Vương Đẳng Đại Tập quyển 13, phẩm 7, Bồ Tát Bất Khả Thuyết. Lúc Phật chúng còn ở nơi quả bóng đó, Bồ Tát Bất Khả Thuyết rời chỗ ngồi, đứng dậy chỉnh lại y phục, bày vẻ áo bên phải, lạy Phật quỳ gối chắp tay nói kệ. Trí tuệ không ngại hành không ngại, như tánh hư không không thể nói. Ba đời bình đẳng không giác quán, con xin kính lạy đấng tối thượng. Quán sát không tướng thích nhàn tịnh, điều phục các căn trừ chấp tướng, hiểu rõ tánh pháp không phải hai. Con xin kính lạy sư tử chúa. Quán tánh chúng sinh và tánh pháp, cả hai tánh ấy không sai khác. Quán sát chúng sinh tâm bình đẳng, con đã đoạn trừ tất cả tánh. Bồ đề chứng đạt không thụ đắc, như tánh bồ đề sắc cũng vậy. Không tướng trang nghiêm, trang nghiêm tướng, con xin kính lễ đấng tối tôn. Hết thảy pháp giới không giác quán, phàm phu thấy chúng có hành tướng. Tánh của pháp giới không hư hoại, con lạy thế tôn đấng thật trí. Thân nghiệp Như Lai không thể nói. Nghiệp của khẩu ý cũng như vậy, tánh của các pháp và chúng sinh. Đấng trí vô thượng hiểu tất cả, Như Lai an trụ địa chân thật. Pháp Phật diễn thuyết không chữ tiếng, chúng sinh nghe được nhiều lợi ích, vì thế Như Lai khó nghĩ bàn. Các pháp Phật dạy không hình tướng, điều phục chúng sinh đoạn sinh tử, tánh pháp chúng sinh đều rỗng lặng, con xin kính lạy đại trưởng phu. Nói kệ xong, Bồ Tát Bất Khả Thuyết bạch Phật: Thế Tôn, các Bồ Tát ở đây đã hỏi rõ những gì cần hỏi, để con xin hỏi vài điều trong kinh Đại Tập, mong Như Lai thương xót chấp nhận. Phật nói: lành thay thiện nam, hãy hỏi Như Lai sẽ giải thích. Được Phật nhận lời, Bồ Tát Bất Khả Thuyết liền nhập định ý. Với sức định, Bồ Tát đưa đại chúng lên trên đài báu, trải hoa, trổ nhạc cúng dường. Trong không lại vang tiếng: Hôm nay là Bồ Tát Bất Khả Thuyết muốn thưa hỏi việc lớn. Bồ Tát Bất Khả Thuyết bạch Phật: Thế Tôn, Bồ đề của Như Lai tịch thanh tịnh, tịch tịnh, sáng suốt, không tối tâm, không nhớ uế, chân thật bình đẳng, vi diệu sâu xa, không giác quán, không thể chạng nói, không văn tự, không âm thanh, rộng lớn, không biên giới, không thêm bớt, không tới lui, không dừng, không cao thấp, không có không, kiên cố, không hư hoại, không ngã, sở hữu ngã, không lấy bỏ, không rộng hẹp, không pháp, không chúng sinh, không cùng tận, không không, không phải xứ, phi xứ, không phải tâm tạo, không sinh diệt, như đất, nước, lửa, gió, không cương giới, không thể lường tính, bình đẳng hiện cấp, không chướng ngại, tự hư không, không phải nhãn thức giới, ý thức giới. Trừ sinh tử không thể thí dụ, tất cả Phật đều thật biết nên là như nhân. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh, thảy đều đạt. Không khác như như, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, tánh có là tánh thật, không quá khứ, hiện tại, vị lai, không làm, nhận, sắc tâm. Không thọ trừ tất cả thọ, không tưởng trừ tưởng, không hành, đoạn hành, không thức, đoạn thức, không ấm nhập giới, đoạn ấm nhập giới. Không trước giữa sau trừ nghiệp ma, không lưu truyền, không lậu hoặc, không lấy, không hành, không tụng, tội lỗi. Thường trụ tự tánh không phân biệt, không sinh, không có khả năng sinh, không diệt, không thể diệt, không căn bản, không cao thấp, không nhà cửa, phòng ấp, không trí tuệ và tuệ hành, không thuộc chân đế sinh tử, không đối trị, không công đức, không có các tướng. Thế Tôn, đó là Bồ Đề, là không thay đổi, không giác, không tham, không tranh chấp, kiên cố, không hoại, không động, không tạo tác, không thân, không sinh, không trí, bình đẳng, không hai, là thật, có, chân, đệ nhất nghĩa, không phân biệt, một vị, một việc, một thừa, không cùng tận, ba đời bình đẳng, phân biệt ba đời, không vô tướng, vô nguyện, không hành, tịch tỉnh, tánh, như, không sinh, không xuất, tận cùng, không nhà cửa, pháp, thật tánh, tánh tự thân, không làm, không tưởng, không chấp, không đoạn, không thường, 12 nhân duyên. Có thể quán định trên cùng vượt hơn, không tội lỗi, không cao, đốt đáo, thanh tịnh, không đỉnh, không thắng, không bình đẳng, không nương tựa, niệm, không tương tự, hơn tất cả thế gian, không nghĩa, tất cả nghĩa đều quy về. Bồ Tát đó không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, sắc, phi sắc, dài, ngắn, vuông, tròn, không quy củ, không thuộc ba cõi, không phải đạo, cứu cánh, hành, đến, có nơi chốn, lấy bỏ, trừ phiền não, không sầu lo, không vui, không thật, không quả báo, không nhập, không ngã, sở hữu ngã, không chúng sinh thọ mạng sĩ phu, không biên giới,
không thể nghĩ bàn, không phân ranh giới, tự hư không. Tánh Bồ Đề rốt ráo không thể nói thành tựu vô số pháp, như vậy mới gọi là Bồ Đề. Lúc giảng nói pháp này, Tam Thiên Đại Thiên khoảng nước đều chấn động sáu cách. Chư Thiên rải hoa trỗi nhạc cúng dường, cùng nói: Hy hữu thay, hy hữu thay, thiện nam khéo giảng nói pháp màu. Khi đó 84.000 Bồ Tát trong pháp hội chứng đạt Đà La Ni vô tận khí, tam muội nhất thiết pháp tự tại và pháp vô ngại giải thoát. Ai tin như vậy sẽ đạt các pháp đó. Bồ Tát Bất Khả Thuyết bạch Phật: Thế Tôn, giới của Bồ Tát là không thể nói. Vì sao? Vì bản tánh của thân không thể nói. Vì thế giới của thân không thể nói, bản tánh của miệng không thể nói, nên giới của miệng không thể nói. Bản tánh của ý không thể nói, nên giới của ý cũng không thể nói. Thế Tôn, việc tu hành đạo Bồ Đề vô thượng, hộ 10 pháp lành của Bồ Tát không thể nói. Chúng sinh được khuyên dạy bằng 10 pháp lành cũng không thể nói. Vì tu tập tâm từ bi hỷ xả không thể nói. Vì sao? Vì tu tập tâm từ quán không có chúng sinh. Tu tập tâm bi thì không tạo tác, không thọ nhận. Tu tập tâm hỷ trừ tánh kiêu mạn. Tu tập tâm xả trừ hai tướng. Thế Tôn, Bồ Tát tu tập bốn tâm vô lượng như thế là tu tập phạm hạnh thanh tịnh, an trụ nơi đạo thanh tịnh, không tu từ nhân chuyên chúng sinh, bi nhân chuyên các pháp, không tu hỷ nhân chuyên hai tướng, không tu xả nhân chuyên trong ngài. Xa lìa hạnh thế gian, trừ bỏ các hạnh thanh tịnh của thế gian. Thế Tôn, vì thế giới của Bồ Tát là không thể nói. Giới của Bồ Tát không tự dối, dối Phật. Vì sao? Vì không tánh, không, không xuất, không nhân chuyên, không phân tự, không thể nói. Bồ Tát học như thế là không dối Phật. Tự không ngã, không sở hữu ngã, tu cũng không ngã, sở hữu ngã. Tu học như thế cũng không ngã, không sở hữu ngã. Tự duy quán sát như vậy thì không tự dối. Như Lai tùy thuận như như, tùy thuận chúng sinh, tùy thuận tất cả pháp. Không sinh diệt, không dừng là vô phi. Vì thế có câu, pháp vô phi có ba tướng, không sinh, không diệt, không dừng. Vô vi là thánh, thánh không oán. Như Lai trừ oán nên là thánh, oán là vô minh. Như Lai trừ sạch vô minh nên không bị oán tổn hại. Phàm phu đại dạy vô minh nên thường bị oán hại. Như Lai quán cảnh của oán và trí tuệ. Biết cảnh giới, phiền não và tịch tỉnh, sinh tử, niết bàn, chúng sinh, pháp giới, ma, Phật, sắc, mắt, tai, tiếng, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc, ý, pháp, vô minh, trí tuệ, tất cả đều bình đẳng nên cõi. Nên cõi Phật là không thể nói. Sinh tử, niết bàn, bình đẳng không hai. Danh sắc và sự biết về danh sắc đều bình đẳng. Sáu nhập và sáu thần thông, bình đẳng. Xúc giới, diệt giới, bình đẳng. Thọ giới, diệt giới, bình đẳng. Ái giới, diệt giới, bình đẳng. Thụ giới, diệt giới, bình đẳng. Sinh giới, diệt giới, bình đẳng. Già bệnh chết giới và diệt giới, bình đẳng. Vì thế, cõi Phật bình đẳng không thể nói. Thế Tôn, Bồ Tát quán sát như vậy có thể đi lại các cảnh giới. Không giận kẻ tham, không mến người đoạn tham. Không giận kẻ sân, không mến kẻ không sân. Không ghét kẻ si. Không thích người đoạn si. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát hiểu rõ các cõi. Thế Tôn, Bồ Tát tu học như thế là không dối Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát tùy học, tu học pháp mà Phật tỏ ngộ. Bây giờ Bồ Tát Vô Sở Ý thưa Bồ Tát Bất Khả Thuyết: Thì nam, Bồ Tát tu học như thế nào là dối Như Lai? Bồ Tát Bất Khả Thuyết đáp: Thì nam, Bồ Tát tự cho mình giữ giới, người khác phá giới. Mình bố thí, kẻ kia tham tiếc. Mình tu nhẫn, người khác sân giận. Mình siêng tu, kẻ kia lười biếng. Mình định, kẻ khác loạn. Mình tu trí, kẻ kia ngu si. Mình ít muốn biết đủ, thích nhàn tịnh, dễ nuôi, dễ thỏa mãn, mặc y phấn tảo, chỉ chứa ba y, không ở chỗ đông người, học rộng, lời nói êm dịu, chúng sinh thích nghe, đủ trí tuệ, thanh tịnh, oai nghi và khẩu nghiệp. Đủ bốn nhiếp pháp từ bi, hỷ, xả, nói lời chân thật, làm đúng lời, biết và xa lánh cảnh giới ma, thường tu sáu pháp ba la mật, phát nguyện, thuyết pháp cho chúng sinh, độ chúng sinh không phóng túng. Bồ Tát tự khen mình, chê người là Bồ Tát dối Như Lai.
Thiền Nam Bồ Tát tự cho mình có thể quan sát các pháp tu tập đoạn trừ là dối Như Lai. Vì sao chư Phật ra đời hay không? Tánh của pháp vẫn thường trụ, vì thế không thể thấy biết pháp giới, không thể tu tập đoạn trừ. Bồ Tát tự cho có ngã và sở hữu ngã là dối Như Lai. Vì sao? Vì không hai tướng, Bồ Tát tự cho mình đã chứng, đã đoạn là dối Như Lai. Vì sao? Vì tánh thanh tịnh, Bồ Tát tự cho mình đủ bốn niệm xứ là dối Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai biết rõ các pháp không có niệm. Bồ Tát tự cho mình đủ bốn chánh cần là dối Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai biết tánh của pháp vốn là tất cả. Bồ Tát tự cho mình đủ bốn như ý là dối Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai biết các pháp không phân biệt. Bồ Tát tự cho mình đủ các pháp căn lực giác đạo là dối Như Lai. Vì sao? Vì tánh Phật là vô vi. Bồ Tát tự nói ra ta khác với đạo là dối Như Lai. Vì sao? Vì thân chính là đạo. Bồ Tát nói vô minh khác hữu ái là dối Như Lai. Vì sao? Vì vô minh ái là trí tuệ, là giải thoát. Bồ Tát nói ba độc khác ba giải thoát là dối Như Lai. Vì sao? Không vô tướng vô nguyện chính là tham sân si. Bồ Tát cho bốn đảo khác bốn quả là dối Như Lai. Vì sao? Vì bốn đảo chính là bốn quả. Bồ Tát cho tám tà khác tám chánh là dối Như Lai. Vì sao? Vì từ tám tà tu tám chánh. Bồ Tát cho chín nơi cư trú khác chín định tứ đệ là dối Như Lai. Vì sao? Vì không có hai tánh. Nếu nói mười thiện khác mười thiện chưa học là dối Như Lai. Vì sao? Vì tất cả các pháp không tu học. Thiện Nam Bồ Tát học như thế là chỗ Như Lai. Thiện Nam tất cả chúng sinh và một chúng sinh không khác biệt. Vì sao? Vì tánh vô ngã. Một chúng sinh không khác biệt tất cả pháp. Một pháp không khác biệt tất cả pháp giới. Một Đức Phật không khác tất cả pháp giới. Một cõi Phật không khác tất cả cõi Phật. Một ruộng phước là tất cả ruộng phước. Tất cả ruộng phước là hư không. Tất cả thánh nhân trừ diệt phiền não không khác hết thảy phàm phu. Vì bản tánh thanh tịnh, tâm của một chúng sinh, hạnh của tất cả chúng sinh không khác biệt. Vì bản tánh thanh tịnh, một giới tất cả giới, một nhập tất cả nhập, hạnh của một chúng sinh, hạnh của tất cả chúng sinh không sai khác. Biết các pháp không dừng dù là một tích tắc. Không làm ác, không chấp pháp lành, không kiêu mạn, không tự cho là được, không thấy chứng đạt, biết sinh tử, niết bàn, không khác. Biết phiền não có không có gốc rễ, không sinh diệt, tùy thuận giới, tâm, tuệ giới, đoạn phiền não nhưng không bỏ chúng sinh, thanh tịnh bồ thí ba la mật, không chấp giới, thanh tịnh giới ba la mật, không thấy nhân ngã, thanh tịnh nhẫn ba la mật, không thấy tạo tác. Thanh tịnh tinh tấn ba la mật, không thấy thanh tịnh. Thanh tịnh thiền ba la mật, không thấy hành. Thanh tịnh bát nhã ba la mật, không tận, không sinh, đạt nhẫn nhục. Đạt tâm vô ký, nhưng lại thọ ký. Không nhập chánh vị, không thoái chuyển, một đời, không sinh cõi trời đau xót. Không vào thai mẹ như thường tình. Tâm không trụ pháp, không tự cho mình đã vượt sinh già bệnh chết. Không đi bảy bước, không lấy mình là đấng tối tôn trong đời. Không ở trong cung vui chơi cùng thể nữ. Không học mọi nghề thế gian, thì hiện người già để trừ tham thân. Hiện bệnh khổ để trừ tâm tham sống. Hiện tướng già chết để trừ tham dục. Chấp ngã, sở hữu ngã. Hiện tướng sa môn để chúng sinh không cầu thân đế thích phạm thiên. Cầu pháp xuất thế vô thượng, ra ngoài cung thành. Hiện quả bi vượt sự ràng buộc của ba cõi. Nhìn mọi hướng hiện không ghét yêu. Trang nghiêm thân bằng 32 tướng, làm đường phước lành cho chúng sinh. Bỏ gấm vóc anh lạc, nhục ngựa qua sông. Xa xiển đà mang mọi vật về, hiện trừ mọi phiền não. Cắt bỏ râu tóc hiện không tham chấp pháp. Mặc ca sa để điều phục chúng sinh.
học pháp với Uất Đà Già và A-la-la. Trừ tâm cao ngạo, 6 năm khổ hành để diệt ngoại đạo, nhận thức ăn để tùy thuận thế gian, nhận cỏ làm bồ đoàn, hiện tướng biết đủ. Ngồi tòa cỏ hiện không kiêu mạn, trời đồng ngợi khen các ngưỡng, hiện quả báo của công đức trang nghiêm, hàng phục ba oán hiện lực mạnh mẽ, tay phải chỉ xuống đất, hiện oai lực của phước đức quá khứ, đại địa chấn động là báo ân, đạt đạo bồ đề vô thượng, hiện biết tất cả pháp tướng, quán các pháp đó là Phật. Trí tuệ của Phật không ai hơn, vì thế được gọi là Như Lai, biết rõ các pháp, thiện ác là nhất thiết trí. Lời chân thật là thầy trời người, không nêu các pháp là chuyện bánh xe xe pháp, không chuyển không thuyết là chuyển thuyết, không nhập mà nhập là pháp nhập, không có cửa mà là cửa là pháp môn, không làm mà làm là pháp tác, không thiền mà thiền là chánh thiền, không giải thoát mà thoát là chánh giải thoát. Tánh của các pháp không ràng buộc, pháp diệt là quá khứ, là không sinh là Phật ra đời, không ra mà ra là sự ra đời của Phật. Bồ Tát tu học như thế là không dối Phật. Khi ấy Phật khen Bồ Tát Bất Khả Thuyết, hay thay thiện nam, khéo có thể phân biệt về sự ra đời của Phật. Ai tin việc này thì không thấy tướng các pháp, không biết là biết sự ra đời của Phật. Vì sao? Không ra mà ra là sự ra đời của Phật, không làm, không nhận, không lậu, không tranh, không thấy, không nhập, không chuyển, không sinh, không diệt, không bồ đề, không hư dối, không tâm ý thức, không mắt, không không, không có nghiệp của mắt, ý không giảng, không dạy là Phật ra đời. Lúc đó, Bồ Tát vô sở ý bạch Phật, Thế Tôn, như Phật dạy việc ra đời của Như Lai là không thể nói, như vậy ai tin Phật ra đời? Bảo nữ liền nói với Bồ Tát vô ý, Pháp Huynh, việc ra đời của Như Lai là không thể nghĩ bàn, khó trang nghiêm, khó chứng đắc. Người lười biếng, không chân chánh, hư dối, chua nịnh, kiêu mạn, giận dữ, tham lam, không biết ân nghĩa, dịu ân mà, không báo ân, không thanh tịnh ba giới, tham chấp ba cõi, ô nhiễm, không kính tam bảo, không tu ba giải thoát, thô bạo không ác, nói lời không nghĩa, không biết hổ thẹn, hiện oai nghi bên ngoài để cầu lợi dưỡng, tự dối, dối người, làm dụng vật cúng dường, không điều phục các căn, tích thừa thanh văn, bất chi Phật, tâm không chân thật, không chịu học hỏi, ngu si, không biết hỷ xả, không biết phương tiện, không tu tâm từ bi hỷ xả, gieo cõi ma, chấp ngã, chúng sinh, thọ mạng, nói không nhân quả, nghiệp duyên, phóng túng, thích làm ác, không tu hành đầu đà. Thích việc thế gian, tự khen cha người, tham năm dục, ham ngủ, thích nghe việc đời, không biết thời cơ, gần bạn xấu, không hành bốn nhiếp pháp. Pháp Huynh, những kẻ như thế không biết, không tin sự ra đời của Phật. Bồ Tát vô sở ý đói, bạo nữ người đã trừ hết pháp ác chưa? Bạo nữ thưa, Pháp Huynh, tôi đã trừ hết pháp ác, thế nào là trừ? Không tha, thế nào là không tha? Như tham, thế nào là tha? Chân thật, thế nào là chân thật? Thấy ngã, thế nào là vô minh? Như tham ái, thế nào là vô minh tham ái? Như trí tuệ giải thoát, thế nào là trí tuệ giải thoát? Như huyễn. Bồ Tát vô sở ý nói, bạo nữ, huyễn không phải tâm ý, trí tuệ giải thoát là tâm ý. Pháp Huynh, tất cả tâm ý, trí tuệ giải thoát đều là huyễn. Bạo nữ, ngươi có tin lời của Bồ Tát Bất Khả Thuyết không? Pháp Huynh, không thể nói là không gì để nói. Những lời đó không phải không thể nói. Nếu không thể nói mà có pháp để nói thì không gọi là bất khả thuyết. Nghĩa là nói vì không thể nói, thật không có gì để nói, nên gọi là bất khả thuyết. Nếu không thể nói, thật không có gì để nói, thì chúng ta nghe gì? Nếu không có gì để nghe thì không tin sao? Bồ Tát vô sở ý nói, bạo nữ, không thể nói thật có pháp để nói. Chân biết nghĩa là tất cả đại chúng đều nghe, đó là lời của bất khả thuyết. Pháp Huynh, nếu đại chúng cho tôi nghe lời của Bồ Tát bất khả thuyết thì đó là hư dối. Vì sao? Vì Bồ Tát bất khả thuyết chẳng nói điều gì, làm sao đại chúng nói nghe?
Bồ Tát Vô Sở Úy nói, Bảo nữ, ngươi có tin lời Phật không? Pháp huynh, ngươi không tin chính là Phật. Vì sao? Tin là tham sân si. Như Lai không có tham sân nên không tin. Không tin là không chứng. Pháp huynh, không vô tướng vô nguyện chân thật là không chứng. Vì thế Như Lai không chứng. Pháp huynh, thực tánh của pháp giới là vô vi, không tạo tác như hư không, chân thật không chứng. Vì thế Như Lai không chứng. Bảo nữ, thế nào là chứng? Pháp huynh, người không thấy vô lượng pháp Phật là chứng. Bảo nữ, tôn giả Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên có chứng tin không? Pháp huynh, thật vậy, là chứng, là tin. Vì sao? Vì giới của Thanh Văn có giới hạn, giới của Như Lai không giới hạn. Định tuệ giải thoát chỉ thoát tri kiến cũng như vậy. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất nói với Bảo nữ, Bảo nữ, Thanh Văn có ba môn giải thoát, Như Lai cũng vậy. Vì sao ngươi cho Thanh Văn là chứng, tin, còn Như Lai không như vậy? Đại Đức, nhà Đức Ao A Nậu Đạt có tám vị, tưới xuống cõi Diêm Phù. Cái cỏ đều được nuôi lớn, nước đó có khác không? Không. Đại Đức, nước ao A Nậu Đạt vốn chỉ một vị, nhưng tùy đức người dùng mà có các vị khác nhau. Người đức mỏng thì nước không ngọt. Đại Đức, ba giải thoát của Thanh Văn và Phật cũng thế. Vì vậy Như Lai và Thanh Văn khác nhau, song tánh của pháp giới thật không sai khác. Lúc đó Đức Phật khen Bạo Nữ, hay thay, Bạo Nữ, khéo phân biệt về ý nghĩa ấy. Lúc Bạo Nữ dạ nói pháp ấy, có 32.000 trời người phát tâm Bồ Đề Vô Thượng. Bạo Nữ lại nói với tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Đức, như nước biển chỉ có một vị có nhiều báu vật, có ngọc ít báu hơn, pháp giới cũng vậy, tuy bình đẳng, các Đức Phật đều tu học đạt được được ngọc vô giá. Thanh Văn tu học là chỉ đạt ngọc ít quý. Đại Đức, trên núi Tu Di, trời người đều hưởng diệu lạc, có trời hưởng diệu lạc ít, nhưng núi Tu Di không sai khác. Pháp giới cũng vậy, tuy không khác, nhưng pháp lạc của Phật thì vô lượng, pháp lạc của Thanh Văn lại ít. Đại Đức, như chuyện Luân Vương có ngàn người con, nhưng không phải ai cũng có thể kế thừa vương vị. Thanh Văn cũng thế, tuy có trí tuệ nhưng không được gọi là Phật. Đại Đức, như vật làm đèn, vàng thì có màu vàng, đồng thì có màu đỏ. Màu tuy khác nhưng đèn không khác. Pháp giới cũng vậy. Ánh sáng trí của Phật không biên giới, ánh sáng trí của Thanh Văn có giới hạn. Nhưng tánh của pháp giới thật không sai khác. Đại Đức, như chuyện Luân Vương vào thành ấp tất cả đều biết. Như kẻ bạc phước vào sáu làng thì ngay cả người dân cũng không hay biết. Như Lai vào pháp giới cũng vậy. Tất cả trời người đều biết, che mờ tất cả ngoại đạo dị học, hơn Thanh Văn biết chi Phật. Thanh Văn vào pháp giới thì ngay cả Thanh Văn cũng không hay biết, huống gì là người khác. Đại Đức, tiếng sư tử vang lên trong núi, thì tiếng của chim cù chỉ la, ca lăng tần dạ, khổng tước, người, trâu, lừa, ngựa cũng vậy. Tiếng vang theo tiếng không sai khác. Song tiếng vang tùy tiếng nên tiếng vang khác nhau. Ba giải thoát của Thanh Văn và Phật cũng vậy. Như Lai trừ tất cả quân ma thắng ngoại đạo tà kiến, biết tâm niệm của chúng sinh, hiểu hành nghiệp của chúng sinh, điều phục Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nói tiếng Phật, Thanh Văn tuy cùng một pháp giới nhưng không thể làm những việc kia. Đại Đức, như được mía chỉ có một vị, nhưng người nhiều phước có đường trắng, kẻ ít phước lại lấy đường đen, pháp giới cũng vậy. Đại Bồ Tát đạt vị cam lồ, trí lớn, không lẫn với vị của Thanh Văn Bích Chi Phật, Thanh Văn chỉ đạt trí giới hạn. Đại Đức, như trong tam thiên đại thiên cõi nước, có biển lớn, lợi ích nhiều cho chúng sinh, không cũng có sông nhỏ, lợi ích ít cho chúng sinh, pháp giới cũng vậy. Đại Đức, mặt trời mặt trăng sao, đều vận chuyển trong hư không như ánh sáng của sao, không như ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Tánh của như không thật, không sai khác, pháp giới cũng vậy. Như Lai, Thanh Văn, tuy đều ở trong đó, như ánh sáng trí tuệ chẳng giống nhau, mà tánh của pháp giới không sai khác.
Đại đức như hai người cùng học một nghề, nhưng người thì khéo léo, thành tài, kẻ thì đần độn không làm nên gì. Thanh văn Như Lai ở trong pháp giới cũng như vậy. Đại đức như cùng một giống bông vải, nhưng người khéo tay làm nên áo vô giá. Kẻo dụng về thì may thành áo thô xấu, trí của thanh văn thấp kém, không thanh tịnh. Như Lai dùng phương tiện trí tuệ lớn, đại từ bi nên đạt trí tịch tỉnh vô giá. Đại đức trong biển lớn có Atula, La Hầu La cũng có hai các loại khác. Nhưng chỉ có Atula vương mới vào đáy biển, tất cả loại khác thì không thể. Pháp giới cũng vậy. Như Lai đạt trí tuệ cứu cánh, thanh văn không đạt. Đại đức trong tất cả, như trong đất có hoa ngàn cánh, cũng có hoa bảy cánh, người trời thấy hoa ngàn cánh đều thích. Thanh văn Như Lai cũng vậy, trời người vui mừng, yêu thích khi gặp Phật, không phải là gặp thanh văn. Đại đức vì thế Phật vô lượng vô biên, trí thanh văn có giới hạn, có thể đo lường, nhưng tánh của pháp giới không sai khác. Bồ Tát Vô Sở Ý nói với Bảo Nữ, Bồ Tát Bất Khả Thuyết là thầy của ngươi, nên đã điều phục ngươi bằng pháp vi diệu. Bảo Nữ đáp, Thị Nam, Bồ Tát Bất Khả Thuyết không điều phục ai. Vì sao? Vì Bồ Tát không thấy mình người kia đây. Vì thế, nếu thế thì có thể điều phục. Thị Nam, người không thấy cảnh giới của ma, và mình là điều phục. Thị Nam, không thấy các pháp có ngã và sở hữu ngã. Người tự tu khổ hạnh, không khuyên người tu, tuy siêng tu nhưng không kiêu mạn. Người bị chúng sinh đạt giải thoát trong sinh tử, không hành niết bàn, là người điều phục rốt ráo. Lúc đó Phật bảo Bồ Tát Vô Sở Ý, Thị Nam, Bảo Nữ được điều phục là nhờ Bồ Tát Bất Khả Thuyết. Do vậy đời sau, Bảo Nữ đạt Bồ Đề Vô Thượng. Bảo Nữ lại bạch Phật, Thế Tôn, là Bồ Tát thật không điều phục. Điều phục là đại bi. Bi là điều phục, không phải người, thanh vân cần điều phục. Vì sao? Vì không đại bi. Thế Tôn, như trái im la chín trên cây, vị của nó rất ngọt, ai cũng thích ăn. Nếu trái đó được mọc ở cõi Út Đơn Việt, thì vị ấy rất đắng, không ai thích. Trí tuệ của Như Lai cũng vậy, sinh khởi từ đại bi, nên tự điều phục mà không cần người khác. Bồ Tát Vô Sở Ý nói với Bảo Nữ, người có đền ơn Bồ Tát Bất Khả Thuyết không? Thì Nam, nếu tôi biết ân, vì sao không đền? Người không tu đạo Bồ Đề là không báo ân. Bảo Nữ, thế nào là tu đạo Bồ Đề? Thì Nam, 32 hạnh là hạnh Bồ Đề, không thoái chuyển tâm Bồ Đề, không thích tâm thanh văn bích chi Phật, chuyên tâm tu hành, không vô nịnh, làm mọi việc không chướng ngại, sống vì chúng sinh, không hối hận, vào sinh tử nhưng không tham sân, bình đẳng với chúng sinh, giáo hóa điều phục mọi loài, độ chúng sinh bằng bốn giới pháp, tu tâm đại từ, đem lại niềm vui cho chúng sinh, tu tâm đại bi cứu khổ chúng sinh, siêng năng kiên định hành trong pháp, không khi chối chúng sinh, trang nghiêm các hạnh để giúp đạo Bồ Đề, không tham dục lạc thế gian, không ham lợi dưỡng thế gian, không làm điều ác về bản thân, không ham sống, không thấy lỗi người, điều phục tâm, thanh tịnh ba giới, trang nghiêm tu tập có để có tướng tốt. Thường nghĩ xuất gia, đền ân xưa, dỗ giới không nhưng không kiêu mạn, không tự khen công đức, siêng năng nhẫn nhục vì chúng sinh, siêng năng tu hành trang nghiêm cõi tịnh, cầu nhất thiết để biết phương tiện, trừ hết tập khí phiền não, đạt thần thông hộ trì chánh pháp, gần bạn lành, suy xét kỹ, trừ nghiệp ma, an trụ đúng pháp, đạt trí vi diệu không sinh diệt. Thì Nam, không hành các pháp đó thì không biết đền ân, không biết ân của Phật. Thì Nam có hai hạng người, dù chết không thể đối trị, không biết ân đền ân, thanh văn, duyên giác. Thì Nam, như người rơi xuống hầm sâu, không thể tự lợi lợi người, thanh văn duyên giác cũng vậy, rơi vào hầm giải thoát, không tự lợi lợi người. Lúc đó Bồ Tát Bảo Vô Sở Ý có ý ngoài cúng dường Bảo Nữ để đền ân. Bảo Nữ không nhận. Bồ Tát Vô Sở Ý nói, tôi vì pháp xin nhận cho. Thiện Nam, pháp không có tham, không nên giảng pháp mà nhận. Pháp không chấp thủ, không nên nhận vật cúng dường. Pháp không tham,
không nên tham vật cúng dường. Pháp ngã và sở hữu ngã, không nên đem vật sở hữu của ngã để cúng dường. Pháp thanh tịnh, không nên cúng vật không tịnh. Pháp không thân tâm, nghiệp của thân tâm không phải là cúng dường. Pháp không níu kéo không phải là cúng dường. Pháp không có không, pháp có, không phải là cúng dường. Pháp không sinh tử, sinh tử không phải là cúng dường. Pháp không giác quán không phải là cúng dường. Pháp không tăng giảm không phải là cúng dường. Pháp không cao thấp không phải là cúng dường. Pháp không thể nói nghe, không văn tự, không tiếng. Ngoài thánh đạo nên không thể dùng y phục để cúng dường. Pháp không cảnh giới, không có cảnh giới của mắt ý. Không nhà cửa, pháp là 12 nhân duyên. Không phải thường đoạn, pháp không chướng ngại. Không điên đảo, không thể đo lường, không ngã chúng sinh, sĩ phu, thọ mạng, không sinh diệt. Không tạo tác nên không thể cúng dường bằng y phục. Bồ Tát Vô Ý nói, Bảo nữ, Như Lai cũng nhận sự cúng dường pháp đó. Thì nam, Như Lai tuy nhận cúng dường pháp, nhưng tánh của pháp giới không phân biệt. Bảo nữ, thế nào là phân biệt pháp giới? Thì nam, nếu thấy pháp khác, cúng dường pháp khác, nhận thí khác, bố thí khác, là phân biệt pháp giới. Nếu không phân biệt pháp, cúng dường nhận cho, là không phân biệt pháp giới. Bảo nữ, pháp giới vốn không thể phân biệt. Sao lại nói là phân biệt, không phân biệt? Thì nam, tánh của pháp giới, tuy không phân biệt, nhưng chúng sinh điên đảo nên phân biệt. Thì nam, như có vật mới gọi là lành vỡ, có tạo nghiệp, có chấp thủ, thì gọi là phá trừ, là phân biệt. Thì nam, vật tuy hoại, nhưng tánh trong vật không thể hoại. Tánh của pháp giới cũng vậy. Lúc đó Đức Phật khen Bảo Nữ, hay thay, người thành tựu pháp ấy có thể nhận vật cúng dường cả tam thiên đại thiên cõi nước. Phật dạy vậy, tất cả đại chúng đều cúng y Uất Đa La Tăng lên Bảo Nữ. Bồ Tát Bất Khả Thuyết bạch Phật, Thế Tôn, những gì có thể nói là thuộc thế gian, không thể nói là xuất thế gian. Có thể nói là ái, không thể nói là trừ ái. Có thể nói là hạnh thế gian, không thể nói là hạnh xuất thế. Thế Tôn, xuất thế là không tạo tác, không tranh cãi là pháp của Sa Môn, pháp xuất thế, không tội lỗi, không tranh chấp, không sinh diệt, xuất thế, pháp xuất thế không thể nói, không thể chỉ bày, vì thế tất cả pháp đều không thể nói. Lúc đó, trong chúng có một tiên tử tên Thắng Ý, tiên tử nói với Bồ Tát Bất Khả Thuyết, thì nam, nếu các pháp không thể nói, chúng sinh làm sao nói năng? Bồ Tát Bất Khả Thuyết nói, Thì nam, tiếng vang có nói năng không? Thì nam, tiếng vang có tự nhân duyên. Thì nam, nhân của tiếng vang ở trong hay ở ngoài? Thì nam, nhân đó không định là trong hay ngoài. Thiên tử, chúng sinh vì chấp hai nên có nói năng, nhưng tánh của các pháp không thể nói. Thiên tử nói, Thì nam, nếu không thể nói, vì sao Như Lai giảng 84.000 pháp môn để thanh văn, thọ trì, độc tụng? Thì nam kỳ thật Như Lai không nói gì, không nói là Như Lai. Thiên tử, theo ông thế nào là Như Lai? Ông không cho sắc, thọ, tưởng, hành tức là Như Lai. Không cho Phật quá khứ, vị lai hiện tại, hữu vi, vô vi, ấm nhập giới. Ba cõi, nhân quả, cả hai tưởng, phi tưởng chứ. Không, Thì nam. Thiên tử, nếu tất cả đều không phải là Như Lai, làm sao có thể nói? Đã không thể nói, làm sao nói Như Lai giảng 84.000 pháp môn? Vậy 84.000 pháp môn thật không thể giảng, cũng không nói là thanh văn, thọ học, không thể nói là thật nghĩa. Nếu có thể nói là không định, không thể nói thì có thể chứng, có thể nói thì không thể chứng. Vì sao? Vì điên đảo. Khi ấy, Thiên tử Thắng Ý bạch Phật, Thế Tôn, ai có thể tin lời của Bồ Tát Bất Khả Thuyết dùng thần lực hóa hiện một tỳ kheo? Tỳ kheo ấy nói, tôi tin lời của Bồ Tát Bất Khả Thuyết. Vì sao?
Vì tôi như Phật, như Pháp giới, các ấm của Như Lai không thể nói, các ấm của tôi cũng vậy. Bồ đề của Như Lai và bồ đề của tôi không sai khác. Như Lai hiểu rõ cõi chúng sinh, tôi cũng hiểu rõ. Như Lai chuyển bánh xe Pháp vô thượng, tôi cũng làm vậy. Như Lai nhập Niết Bàn tối thượng, tôi cũng vậy. Thiên tử nói, tỳ kheo, ông bị ma xúi dục hay sao, lại nói những lời đó? Tỳ kheo đáp, thiên tử, nếu cho tôi khác Phật khác, người đó mới là đệ tử của ma. Người nói ta bình đẳng, quán pháp bình đẳng, chúng sinh, Như Lai bình đẳng, đó mới thật là vượt cõi ma. Lúc tỳ kheo biến hóa nói lời đó, có 500 tỳ kheo trừ hết lậu hoặc đạt giải thoát, 8.000 Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn, rải hoa cúng dường tỳ kheo, tôn giả Xá Lợi Phất thưa. Các thiện nam, vì sao lại cúng dường tỳ kheo này? Các Bồ Tát đáp, đại đức, ai biến hóa? Các thiện nam, các ông không biết tỳ kheo đó là do Bồ Tát Bất Khả Thuyết hóa hiện ra sao? Đại đức, ví như Phật lại hóa hiện một đức Phật, có người cúng dường, vậy là ai cúng dường? Thiện nam, người ấy cúng dường Phật. Đại đức, cúng dường tỳ kheo biến hóa này là cúng dường Bồ Tát Bất Khả Thuyết. Các thị nam, Đại Bồ Tát Bất Khả Thuyết đã cúng dường những gì mà lại nhận cúng? Đại đức, bậc trí không thấy nghiệp, văn tự, danh sắc, tạo tác, giảng thuyết, tự ta, pháp, phi pháp, sạch nhờ, cúng dường như thế mới nhận cúng dường. Tỳ kheo biến hóa hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, đại đức, ông không cho tôi khác ông chứ? Không, thưa đại đức, vì sao? Vì Như Lai thường dạy tất cả các pháp đều như huyện hóa, tôi tin lời Phật. Đại đức, người cúng dường Như Lai chẳng khác gì cúng dường huyện hóa. Xá Lợi Phất nói với Bồ Tát Bất Khả Thuyết, thiện nam, ai nhập vào tỳ kheo hóa này mà lại nói lời đó? Đại đức, như hình trong gương, hình thật như thế nào thì hình trong gương như thế đó. Thiện nam, không có hình thật, chỉ có bốn đại duyên thành, nên có hình tượng trong gương. Đại đức, sự hóa hiện cũng thế, tánh của pháp thanh tịnh nên nói như thế. Thiện nam, nếu là vậy, vì sao tất cả chúng sinh không thể nói như thế? Đại đức, mặt sau của gương không rời hình tượng, cớ sao không hiện hình tượng? Thiện nam, bốn đại của mặt sau gương không trong sạch nên không hiện hình tượng. Đại đức, chúng sinh cũng vậy, không thể làm thanh tịnh tánh của pháp giới nên không nói được như vậy. Thiện nam, nghĩa của ông nói trước sau không khớp nhau. Vì sao ông thường nói tánh của pháp giới vốn thanh tịnh? Vì sao bây giờ lại nói pháp giới không thanh tịnh? Đại đức, nếu không như thế, làm sao ông đạt pháp nhãn tịnh như tỳ kheo A Thấp? Thiện nam, nhờ vị ấy khai đạo, tôi diệt trừ phiền não nơi khách trần, nên gọi là pháp nhãn tịnh, kỳ thật không có gì để đạt. Thiện nam, có người nói tôi đạt hư không, nghĩ đó không đúng. Vì sao? Vì tánh của hư không luôn vốn thanh tịnh, đã thường thanh tịnh làm sao chứng đắc? Vì mây che nên chúng sinh không thấy, xua tan mây gọi là thấy. Tánh của pháp giới cũng vậy, do thế thật không đạt pháp nhẫn. Tỳ kheo, sao ông lại nói những lời ngược nhau như vậy? Tánh pháp giới hoặc tịnh hoặc không tịnh. Bồ Tát Bất Khả Thuyết đáp, đại đức, lời ông và lời tôi đều thuộc cảnh giới của Phật, chúng ta không thể thấy biết. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, thì nam, nếu nói lời đó thuộc cảnh giới Phật, chúng ta không thể biết. Vì sao lại nói tánh của pháp giới không phân biệt? Nếu có phân biệt thì pháp giới vô lượng. Đại đức, tánh của pháp giới là một, không phải là vô lượng. Thì nam, nếu tánh của pháp giới là một, vì sao lại nói là cảnh giới Phật? Chúng ta không biết. Nếu pháp giới là một, vì sao chúng sinh không được gọi là Phật? Đại đức, ông lại phân biệt Phật và chúng sinh khác nhau sao? Thì nam, như lời ông nói trước đây, tôi không phân biệt chúng sinh và Phật. Đại đức, ý của ông là có không sinh khởi sao? Thì nam, có, đó là pháp giới. Đại đức, ông thấy có tà chánh sao? Không, thiện nam, tà chánh là điên đảo. Đại đức, ông cho pháp sinh không sinh,
không thì nam, đại không sinh thì luôn không sinh. Đại đức theo ông, pháp không sinh ấy có phân biệt sao? Không thì nam. Đại đức nếu không, vì sao lại nói chúng sinh không phải là Như Lai? Nếu thế ai là chúng sinh, ai là Như Lai? Thì nam, điều này tôi đã hiểu, chỉ vì hiển bày trí tuệ nên hỏi như vậy. Thì nam, nếu hiểu ý ông, chúng sinh nhất định đọa địa ngục, vì sao vì hủy bán? Bồ Tát Bất Khả Thiết thưa, đại đức pháp ấy không ai hủy, không ai thọ. Vì sao? Vì nếu hủy thọ, thì người ấy cũng sẽ đạt được pháp như thế. Đại đức như đại lực sĩ, người yếu kém không sinh nghi ngờ, pháp của tôi cũng thế. Người không trồng căn lành nơi vô lượng Phật thì không thể nghi, cũng không thể thọ trì. Thì nam, theo ý ông, người tinh thuần pháp này là người trải qua số vô số kiếp tu sáu pháp ba la mật. Khi ấy, Đức Thế Tôn khen Tôn giả Xá Lợi Phất, hy hiệu thay, hy hữu thay. Như ông nói, chúng sinh tin lời này là đã từng tu sáu pháp ba la mật trong vô số kiếp. Người không tin lời này, không được Phật thọ ký đạo quả Bồ Đề vô thượng. Xá Lợi Phất, ta nhớ xưa kia trải vô số kiếp tu sáu pháp ba la mật, nhưng vì không tin lời này nên không được thọ ký, không thành Bồ Đề vô thượng. Giờ sau tin lời ấy nên được thọ ký thành Bồ Đề vô thượng. Bồ Tát Bất Khả Thuyết bạch Phật, Thế Tôn, thời gian thọ ký là lúc nào? Nếu là quá khứ thì không đúng. Vì sao? Vì là pháp diệt. Nếu là vị lai thì không đúng. Vì sao? Vì chưa sinh. Nếu là hiện tại cũng không đúng. Vì sao? Vì không thể nói. Nếu cả ba đều không được, vì sao nói Bồ Tát được thọ ký? Phật nói, thiện nam, đại Bồ Tát tin biết nói pháp không thể nói, không sợ khi nghe pháp không thể nói, biết hai pháp sắc và không thể nói, không sai khác, thọ tưởng hành thức, nhãn ý, Phật pháp tăng, sinh tử giải thoát, pháp giới không thể nói, năng cũng vậy. Đó là Bồ Tát đạt nhẫn nhục, vô sinh nhẫn, không xuất không giữ, không nhiễm ô, không có, không tạo tác, không thể có hai tướng, hai tâm, hai ý, hai phần, hai duyên. Bồ Tát quá như vậy là không đến đi, dừng, không tạo tác, không nguyện cầu, không thường, đoạn, trung đạo, 12 nhân duyên, 12 nhân duyên không tạo tác, không mong cầu sâu xa, không tạo tác, không thọ nhận, không sinh mà sinh, không xuất mà xuất, nên là thâm diệu. Như lửa từ duyên sinh, không tạo tác, không thọ nhận, lửa tắt không đi về đâu, không có nơi đến. Tất cả các pháp đều như vậy, không tạo tác, không thọ nhận. Thì nam, Bồ Tát biết như vậy là Bồ Tát được thọ ký. Lúc Phật giảng nói pháp này, có 8.000 Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh. Sau đó họ bay lên hư không cao 7 cây đa la, chắp tay cung kính nói kệ. Quan sát các phần sắc cùng ấm, pháp không thể nói, không hai tướng. Người này chứng đạt trí bình đẳng, tựa như chư Phật không sai khác. Quan sát thọ tưởng hành tức ấm, cũng đều như thế, không có hai. Hiểu biết tất cả không thể nói, tức được thọ ký như Phật trước. Nên muốn quan sát về nhập giới, hết thảy mọi pháp không hai tướng, không tiếng, không chữ, không thời tiết. Vì thế các pháp không thể nói, ba đời và pháp không thể nói, là một không hai, không sai khác. Thật tánh, thật tướng đều bình đẳng, như thế quán danh nghĩa Bồ Tát. Tham dục, sân hận và ngu si, không, vô tướng, nguyện đều bình đẳng. Sinh tử niết bàn không sai khác, Phật pháp tăng bảo cũng không hai. Nghĩa của các pháp không thể nói, không có sinh diệt tự hư không. Không làm, không nhận như tánh lửa, đều do duyên sinh, do duyên diệt. Diệt rồi không thấy nơi đến đi, tất cả các pháp cũng như vậy. Các pháp vốn do nhân duyên sinh, nhân duyên đoạn dứt gọi là diệt. Các pháp không sinh cũng không diệt. Nào đâu có nghĩa đoạn hay thường, đó là 12 duyên sâu xa, không phải do duyên mà sinh khởi. Xưa vốn không sinh nay lại sinh, xưa vốn không xuất giờ lại xuất, không có tạo tác không thọ nhận, không có các nhân duyên quả báo, không phải là có không phải không. Không có hai tướng kia và đây, không phải ở trong không ở ngoài, đó là 12 nhân duyên sâu. Các pháp vốn không, giờ lại có. Các pháp đã có, giờ lại không.
Nếu các pháp đều thuộc ba đời, nên biết tánh tướng cũng như trước. Các pháp không ở trong, giữa ngoài. Tánh của pháp ngoài không giữa trong. Hết thảy mọi pháp đều như vậy. Đó là nghĩa không chân thật nhất. Thật tánh, bản tâm của chúng sinh, thanh tịnh không nhơ tự hư không. Phàm phu vì không biết tâm tánh, cho là phiền não thường nhiễm ô. Nếu các phiền não nhiễm ô tâm, sẽ không thanh tịnh luôn câu uế. Khách trần phiền não đã che đậy, nên nói phàm phu không tịnh tâm. Tâm tánh của chúng sinh vốn thanh tịnh, tất cả chúng sinh đều giải thoát. Vì bị khách trần phiền não che, nên không thấy được pháp giải thoát. Tâm không thể sinh tâm thứ tự, tâm không thể thấy tâm kế tiếp. Tất cả mọi tâm do duyên sinh, nên tâm nối tiếp không đoạn dứt. Quan sát thấy biết các tâm ấy, tựa như hư không và tướng huyễn. Người này đạt được tâm tự tại là còn thấy biết tâm tiếp nối. Như nhà ảo thuật hiện mọi vật, mọi việc ở đời đều như vậy, tâm của chúng sinh nào khác gì. Nhờ biết nên đạt tâm tự tại, người tu thành tựu pháp nhận đó, biết pháp như huyễn không nhất duyên, rồi biết tất cả không khởi tham, không do nhân duyên đạt giải thoát. Tất cả tâm tánh của chúng sinh, vật dạy đều thuộc pháp ba đời, đều như vật huyễn không tánh thật. Tâm của chúng sinh cũng như vậy. Tâm có thể biết mọi chúng sinh, như tâm chúng sinh đều như thế. Tánh của chúng sinh và các pháp là tánh do di không thể nói. Như Lai biết rõ tánh các pháp, nên được gọi là trí vô ngại. Hết thảy phàm phu không hay biết, cứ mãi trôi lăn trong sinh tử. Do mình che lấp mê nơi thật, không biết pháp giới, không biết gì. Tánh của pháp giới tựa hư không, tất cả thế gian không thể nói. Như Lai tu tập đại từ bi, diễn thuyết các pháp không văn tự. Ví như sáu vị của thế gian, tất cả đều không tự hay biết. Chúng sinh tuy nói ấm giới nhập, nhưng không biết rõ về tánh tướng. Trí tuệ chúng sinh không sinh diệt, tựa như hư không tướng huyện hóa. Vì trừ hết thảy mọi điên đảo, nên được gọi là trí tuệ tịnh. Như Lai biết rõ tất cả pháp, không thọ, không làm tựu cỏ cây. Nếu ai quán sát pháp như thế, sẽ được thành tựu nhẫn vô sinh. Vô lượng vô số các Bồ Tát đều đạt pháp nhẫn như thế đó, sẽ được vô lượng chư Như Lai thọ ký Bồ Đề đạo vô thượng, sẽ bỏ tất cả Phật trong ngoài, không hề tham tiếc dù thân mạng, đều phục giáo hóa mọi chúng sinh. Người này sẽ được Phật thọ ký nếu ai thanh tịnh gọi quần mê. Tuy là thanh tịnh không kiêu mạn, bảo chúng sinh đều thanh tịnh. Nhờ nhân duyên đó được thọ ký, biết rõ các pháp diệt từng giây. Vì mời chúng sinh tu nhẫn nhục, khuyên dạy chúng sinh tu pháp nhẫn. Nhờ nhân duyên đó được thọ ký, trừ bỏ pháp ác xuyên tu tập. Làm mọi pháp lành không dừng nghỉ, siêng năng chỉ dạy cho chúng sinh. Nhờ nhân duyên đó được thọ ký, tánh của các pháp vốn thanh tịnh, bình đẳng không khác tựa hư không. Siêng năng giảng dạy pháp bình đẳng, nhân nơi tán muội được thọ ký, biết rõ các pháp không thể nói. Chỉ dạy các pháp không kinh sợ, khéo dùng phương tiện độ chúng sinh, nhờ trí tuệ đó được thọ ký. Bây giờ Ma Vương dẫn các binh xe ngựa voi bộ đến chỗ Phật. Ma tự hóa thân thành tỳ kheo, nói với Bồ Tát Bất Khả Thuyết. Tỳ Nam, Ma Vương ba tuần dẫn bốn binh chủng đến chỗ Phật. Ông làm gì để ngăn chặn? Bồ Tát Bất Khả Thuyết nói, nếu chúng đến, ta sẽ khiến chúng phát tâm Bồ Đề vô thượng. Tỳ Nam, ba tuần không có tâm lành, làm sao khiến chúng phát tâm Bồ Đề? Ta sẽ điều phục để chúng đạt tâm lành. Nhờ tâm lành, chúng sẽ phát tâm Bồ Đề vô thượng. Điều phục bằng cách nào? Ta sẽ đến cõi Tha Hóa Tự Tại, vì đó là cõi của ta, ở đó sẽ điều phục chúng. Lúc ấy ba tuần rất sợ, muốn trốn nhưng không được. Lại nghĩ, hôm nay ta không bị trói, cũng không tự tại hiện thần lực được. Khi đó từ trong hư không có tiếng nói. Đấy là sức thần thông của Bồ Tát Bất Khả Thuyết. Ma ba tuần hướng đến Bồ Tát Bất Khả Thuyết, kính lại sám hối thưa. Tôi sẽ trừ bỏ tất cả nghiệp ma.
Bồ Tát Bất Khả Thuyết hỏi: Ba tuần ai buộc ngươi? Thiện Nam: Không buộc thả, nhưng tôi không làm gì được. Bồ Tát nói: Thiện Nam, cũng như ngươi, tất cả chúng sinh đều vậy, không buộc mở, không làm được. Vì sao? Vì luôn bị vô minh ái thủ ràng buộc nên không được giải thoát. Ba tuần muốn chặn đứt mọi ràng buộc, người nên sớm phát tâm Bồ Đề vô thượng. Ba tuần hỏi: Chúng sinh thành tựu 16 pháp sẽ phát tâm Bồ Đề vô thượng. 16 pháp: tu tâm cao thượng, tu luyện các căn, siêng năng tu tập pháp lành, trang nghiêm công đức, chuyên tâm giữ giới, không chán ghét, tu tập đại bi, thương yêu chúng sinh, tinh Phật độ tâm đại bi, khổ hạnh vì chúng sinh, trừ hết khổ não cho chúng sinh, điều phục các căn, độ chánh niệm, tâm không sợ, không cầu sinh tử, thích trí Phật, không thích pháp nhị thừa, không tự cao khi tỏ lạc, không than phiền não khi chịu khổ, cung kính trí tuệ, trừ kiêu mạn, biết ơn đền ơn, đủ sức của thân, hộ trì chánh pháp, không đoạn tam bảo. Ba tuần thưa, Thiện Nam, chúng sinh đủ các pháp ấy mới phát tâm Bồ Đề vô thượng. Tôi không có các pháp ấy, làm sao phát tâm? Ba tuần, như trồng cây, ắt có hoa trái, lúc đầu tuy chưa có, nhưng về sau nhất định phải có. Chúng sinh hướng tâm Bồ Đề cũng thế. Tuy hiện chưa có, nhưng dần dần sẽ đủ 16 pháp. Ba tuần khen: hay thay Thiện Nam, đúng như lời ông nói. Lúc nêu giảng pháp này, có 32.000 trời người phát tâm Bồ Đề vô thượng. Ba tuần thưa, Thiện Nam, hướng tâm Bồ Đề bằng cách nào? Ba tuần có 32 pháp hướng tâm Bồ Đề. Chí tâm, định tâm, mong muốn, không phóng túng, tu tập pháp lành, trang nghiêm hướng Bồ Đề, độ sinh bằng bốn giúp pháp, tích tu phương tiện, điều phục chúng sinh, thuần thục mọi loài, biết nhân chuyên, siêng tu, gần bạn lành, đủ lòng tin, vui vẻ, cúng dường sư trưởng, hòa thượng, bậc hữu đức, trông nom người bệnh, khéo tư duy, an trụ đúng pháp, không tiếc thân mạng hộ pháp, thành tựu pháp tổng trì, đủ tâm niệm, giảng pháp vi diệu, trọn vẹn trí tuệ, đủ các lực, nguyện hướng Bồ Đề, không bỏ chúng sinh. Tu bốn tâm từ bi hỷ xả, vào sinh tử nhưng không hối hận, trang nghiêm phước đức để thọ thân, trang nghiêm trí tuệ phát nguyện thanh tịnh, biết các pháp không thể nói, người nuôi lớn các pháp đó sẽ đạt Bồ Đề vô thượng. Thiện Nam, như trăng đầu thu, càng về sau càng sáng đẹp. Chúng sinh chưa phát tâm Bồ Đề mà đủ 32 pháp cũng như vậy. Thiện Nam, Bồ Tát hành trì trọn 32 pháp sẽ được thân tướng đoan nghiêm, được trời người cúng dường cho tất cả nhưng không mong đền đáp. Phát nguyện thanh tịnh ba đời, giữ gìn giới cấm không thiếu sót, tu nhẫn nhục, nghe pháp lành, đạt nhẫn vô sinh, trang nghiêm pháp lành, thân tâm tịch tỉnh, không tham pháp lành, không tham đắm thiền lạc, không tu duyên chúng sinh từ, chỉ tu pháp duyên từ và vô duyên từ, tu đại bi, làm mọi việc biết ơn đền ơn, không bỏ chúng sinh, thích nghe chánh pháp, giảng đúng pháp, thuyết pháp không cần lợi dưỡng, tự điều phục mình người, trừ tâm tham sân, độ sinh bằng bốn giúp pháp, tu hai pháp trang nghiêm phước trí, thì bà xá na và samatha, đủ tâm niệm thanh tịnh oai nghi, thành tựu bốn trí vô ngại, thân khẩu ý sống bằng trí tuệ, tâm kiên cố không thoái chuyển, tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ba tuần để chúng sinh nhập pháp Phật nên thị hiện diễn thuyết, trong nghĩa đệ nhất không có văn tự, đó là tánh của tất cả pháp, tánh ấy không thể nói. Ba tuần hỏi, Thiện Nam, tất cả các pháp không thể nói, làm sao phát nguyện hướng đến Bồ Đề? Ba tuần, như tánh của hư không rộng lớn, có thể làm giếng, đào ao không? Không, Thiện Nam, ba tuần tánh của các pháp không thể nói, không thể chứng. Ba tuần hỏi, thế nào là phát tâm Bồ Đề? Hiểu rõ tánh tham là phát tâm, hiểu rõ sân si, cảnh ghét, ấm nhập giới vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, sinh già, bệnh chết là phát tâm. Ba tuần hỏi, các pháp có tánh gì? Ba tuần, tánh của các pháp là không xuất. Thế nào là không xuất? Không xuất là không có dấu tích của ma.
Dấu tích của ma là ngã, sở hữu của ngã, trừ chấp ngã, sở hữu ngã là không xuất. Quán nhân duyên, hành tưởng, phi tưởng, sinh diệt, thiện ác, hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di. Thế xuất thế là dấu tích của ma. Không như thế là không xuất. Lúc giảng nói pháp này, có 8.000 Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh trong hư không và ra tiếng. Hay thay, 3 tuần. Lúc nêu giảng pháp này, có 8.000 Bồ Tát đạt nhẫn vô sinh. 3 tuần hỏi, thiện nam, Bồ Tát thành tựu pháp gì để đạt nhẫn vô sinh? Trong không đáp. Tu tập trọn vẹn 6 pháp ba la mật sẽ đạt nhẫn vô sinh. Bây giờ, Bồ Tát Bất Khả Thuyết bạch Phật, bạch Thế Tôn xin Phật giảng pháp bất khả thuyết cho các Bồ Tát. Phật nói, thiện nam, Bồ Tát hành bố thí ba la mật. Quán thân như huyễn, thọ như mộng, bồ đề như hư không, không thấy một pháp nào, đó là bố thí ba la mật không thể nói. Bồ Tát quán giới, giới địa, hủy giới và địa, quán các chúng sinh không có tánh ngã, quán tánh pháp, đó là giữ giới. Không hủy giới, tuy đủ giới nhưng không phát ba mắt, giữ giới phá giới Bồ Tát. Tuy giữ giới nhưng không cầu một pháp, không thấy bồ đề, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là giới ba la mật không thể nói. Thiện nam Bồ Tát quán chúng sinh không xuất, tu tập nhẫn nhục, quán bồ đề, chúng sinh, các pháp đều là không. Vắng lặng, không sân hận, vui thích, không thấy tướng oán thù, tu tập nhẫn nhục, không thấy tu nhẫn ngoài các pháp. Đó là nhẫn ba la mật không thể nói. Thiện nam Bồ Tát tu hành tinh tấn, không thấy thân, khẩu, ý, có pháp nào sinh diệt, không hoại pháp giới, vì độ chúng sinh nên tu tập trang nghiêm. Hiểu đúng giờ không, vô ngã, tu trang nghiêm để hành trì trọn vẹn pháp Phật, biết pháp Phật là không có pháp, không kinh sợ khi nghe như thế. Trang nghiêm thanh tịnh quả Phật, tuy trang nghiêm, nhưng quán tất cả đều không, không trang nghiêm. Chuyển bánh xe pháp, vì sao về tánh của các pháp không thể nói, đó là tinh tấn ba la mật không thể nói. Thiện nam Bồ Tát tu thiền ba la mật không thấy tánh tâm quá khứ, bản tánh thanh tịnh, không chấp nơi trụ, không thấy tham sân si thượng trung hạ, không tham sân si trí tuệ, không phân biệt. Vì sao? Vì như tánh của tham sân si, không tham sân si cũng vậy, quá như thế cũng không nhập thiền, không thấy bình đẳng, không thấy bình đẳng bằng các pháp, không biết ấm, giới nhập, thiện ác, sạch nhơ, hiểu lậu, vô lậu, thế gian xuất thế gian. Sinh tử niết bàn, đó là thiền ba la mật không thể nói. Thiện nam thế nào là trí tuệ ba la mật không thể nói? Không thấy trí tuệ, ngã, sở hữu ngã, chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu, thường, đoạn, có, không, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không tranh chấp, không đến đi là sống theo trí tuệ. Trừ do minh tâm tối, tà chấp, quán các pháp như thế là quán chân thật. Thiện nam khi tai nạn lửa xảy ra sẽ thiêu đốt tất cả, không có nhân duyên, chỉ trừ hư không. Lúc Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật không thể nào nêu bày như vậy, cũng là không có nhân duyên, biết tánh của các pháp đều diệt tận. Vì chúng sinh nên phương tiện nói Niết Bàn, biết chúng sinh không có tên chữ, vì chúng sinh nên nêu tên chữ, với sức của trí tuệ biết quá khứ, vị lai nên sinh diệt. Biết không có người cho, người nhận, nhưng phương tiện nêu bày có cho nhận. Biết tánh của các pháp vốn thanh tịnh, nhưng phương tiện nêu giới cấm. Biết các pháp không có tánh sân, nhưng phương tiện khuyên chúng ta nhẫn. Biết không tu, không đoạn, nhưng phương tiện khuyên tinh tấn. Biết tánh của các pháp thanh tịnh, nhưng phương tiện dạy tu thiền. Biết không sinh tử niết bàn, nhưng phương tiện tu trí tuệ. Biết tánh của pháp tự diệt, nhưng phương tiện nêu niết bàn là bát nhã. Bát nhã không âm thanh văn tự, không thể nói, không thấy nghe, không tâm thức, không lấy bỏ, không ngã, sở hữu ngã, không nơi chốn, hình, chất, quy cục, không cao thấp, không sắc, không thấy, không đối trị, tạo tác, giác tưởng, không nơi dừng, không quá khứ, vị lai hiện tại, không sắc thanh, hương, vị, xúc pháp. Không sáng tối là không, không trong ngoài, làm, không làm, không mập, ốm, tăng, giảm. Bản tánh thanh tịnh, không tham, sân si, không rối loạn, không cương giới, không thể đo lường. Đó là bát nhã ba la mật không thể nói.
Lúc nêu giảng pháp này, Ma Ba Tuần tự nhiên được tự tại. Ba Tuần vui mừng thưa: con nay nhờ nghe pháp không thể đeo bày mà được giải thoát. Thiền Nam: tính nữa nghe pháp này cũng sẽ thoát ra từ trong điên đảo, chúng ma không hại được. Lúc đó 12.000 chúng sinh trong pháp hội phát tâm Bồ Đề Chô Thượng. Tôn giả A Nan thưa Phật: Thế Tôn, pháp ấy tên gì, làm sao thọ trì? Phật nói: kinh này tên Đại Tập, cũng có thể gọi là pháp không thể nói, nhập tất cả pháp Phật, đoạn trừ mọi danh tự. Người thọ trì pháp này sẽ thành tựu quả Bồ Đề Chô Thượng. Lúc ấy trong hư không, rải hoa trổ nhạc cúng dường Bồ Tát Bất Khả Tuyết, tam thiên cõi nước đều chấn động sáu cách.